Mật. Dạ đi theo anh Lùng ở phía sau mình đó, anh đó tên Lùng đó. Ghe bên đó mình đi. À, đi dạ, kia à, mình là qua lên đây xong rồi mình qua chiếc ghe bên kia nữa. Mình chuyển ghe. Dạ, mình chuyển nha cả nhà ơi. Anh Thay nắm tay chị Hai được. Nắm làm sao? Thấy luôn rồi. Rồi Cẩm Hằng đổi qua ghe câu rồi. Thì hôm nay á là tại vì hồi nãy Cẩm Hằng té xuống nước cho nên là cái mic bị ướt, nó bị hư luôn rồi cả nhà ơi. Cho nên là cả nhà ồn, cả nhà gán cố gắng nghe giùm Cẩm Hằng nha. Cái ghe còn bật rồi, nó có đèn vậy đó. Đổi nữa hả? Hay lên đây câu. Đi ra đây xong rồi bị bệnh luôn rồi. Sức cả. Đó có mấy chi sức hả? Câu điểm này là điểm mình câu hả? Dạ. Chị biết câu không chị? Cho em phỏng vấn chứ. Em bỏ túi áo này. Không biết ơi. Hồi chắc anh Hai bảo kê hết quá. À, mình giật hả? Dạ. Anh Hai giật sao dính? Giật chị. Giật nó không? Anh Hai mở hàng. Ngồi vừa quay. Ngồi. Ôi. Cảm ơn trải nghiệm câu mực lần đầu tiên nha. Người ta chỉ như vậy nhưng mà mình không có chuyên nghiệp cho nên là mình giật đại đi. Mình câu mồi giả mà. Nghe nói là giật họ mực nó sẽ chạy theo cái cục mồi giả của mình. Và nó lên bờ nhưng mà không biết có dính không nữa. Thử thách hôm nay một ngày cảm ơn câu mực nha. Con mực kìa. Con nó là nhỏ hả anh? Mực lá. Sao đây? Rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây con mực lá nhỏ. Ủa nhìn nó trong veo luôn nè chị. Nhìn nó cưng lắm nè chị ơi. Nè ăn sống được hả nè? Cho ăn sống được á. Nè. Đây. Ôi nó dính hết rồi, nó đừng phun mực vô tay mình rồi. Nó phun vô tay em này nè. Để cái xô này bỏ vô. Để vô cái xô. Biết đủ ăn mì gì không? Kệ, kiếm mực ăn mì cũng được. Đi mua đi. Chắc nhờ anh Tư không quá. Hồi nãy giờ dính con cá rô nào cho chị? Dính được mồi giả. Câu mực mà chỉ thả giống như câu cá rô vậy đó. Em cũng khác gì chị đó. Em là em câu cá chốt. Liên tục luôn á, nó phân mạnh luôn á. Cái Cẩm Hằng thả cục mồi không? Ố, xa rồi đó. Em định ngồi mũi em ngồi dưới á. Ừ, ngồi đó nó lắc nhiều á. Em bị câu dính luôn mà coi. Hay quá. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá, quá đỉnh rồi em ơi. Rồi cầm vậy luôn hả? Ừ, nó quéo quéo quéo. Ủa nó siết chặt luôn nè. Nó bắn cái gì ra nè hai ơi. Nè chị lại đây chị gờ thử nó chị. Nè nó bò lên tay mình nè. Anh Hai nó có cắn không anh Hai? Ui! Cắn á. Nè mình để nó xuống xô nè. Ui nhìn đã quá ha. Mọi người ơi, dính thôi mọi người ơi. Dính cái gì vậy chị? Nó bò nè. Rồi nó bò ra ngoài rồi sao anh? Cái này để vô đâu? Dạ. Nhìn nè. Mấy cái tua rua của nó nè. Giống cái tua rua hồi sáng của chị không?
khổ quá ha. Lần đầu tiên đi câu mực xây sống với cả nhà ơi, hồi nãy là rất là hăng hái đi ra đây luôn, mà tại vì cảm ơn có uống thuốc một cái thuốc cảm rồi cho nên là bây giờ không dám uống thuốc xây sống nữa, đang chịu đựng. Chị hai ơi, sống câu nữa đi xây sống. Dĩ đỉnh quá Dĩ ơi. Ủa, con này là con mực gai là có sao không, cái tên không. Nó nghe nguy hiểm chưa, không có gì đâu nè. Ôi, nó bắn vô mình bự quá vậy, con này là bự nhiều chứ cưng. Có mồi rồi, em không nữa. Mồi vậy đây. Chị em còn ngồi xuống lưng nha chị. Ngồi mất tiêu. Nặng cái gì nha. Ừ, nặng không? Thấy thiệt mà. Nặng chưa? Để kìa. Thiệt mà. Kìa. Không? Kìa mấy nữ. Dính gì chị? Cuốn lên em. Dính em. Dính đó. Rồi dính hụt đá rồi. Dính gì? Dạ. Kìa, đưa cho Mỹ kìa. Lại cho cậu. Trời ơi. Dính thiệt. Dính đá luôn rồi. Thiệt hay thiệt. Rồi bây giờ là cảnh chị hai đang làm thơ nè. Nãy giờ câu dính con nào cho chị? Hoàng Hôn sao nè? Hoàng Hôn sao chị? Nói lại chị. Chị câu dính được một con cá. Cá rô. Chuẩn bị dính con. Chuẩn bị dính con mắt. Phải dính quá trời dính luôn. Rồi trên biển luôn. Hồi có đèn lên nè, mực nó mới lại. Định quay quê lắm chưa không có dính. Anh hai dính mực nè, mực ống. Ôi con là bự nha anh hai, ngon lành nha, nó xịt nước kìa. Chị hai vui nè, chị hai mở ra đi chị hai, mực ống nè. Ui cái con này có giá trị đỡ nha, có nay có tập rồi đó. Con mực ống em câu nữa, em câu nữa. Có tinh thần rồi, có đèn lên rồi. Rồi cái cần bên đây dính. Wow, dính một con mực ống nữa. Ngon quá. Có mồi. Vô mực ống. Có sung rồi. Phẹt vô mặt đó. Rồi giờ chị ngỡ ra tháo ra giùm em đi. Chút gì là dính à. Cầm cái con mồi á. Cầm con mồi chút gừng rồi. À cầm con mồi. Tại nó không có ngạnh. Đây. U giờ nó ăn hả ta? Ngon lành. Làm con ơi cái này. Giờ mực bự bự không à. Nhờ anh Tư anh đổi về điểm câu, với lại anh mở đèn lên là mực nó bu lại. Ở phường hợp xã lên hả, cái gì? Ở xinh xanh. Wow. Nên là lễ một cái ra hết luôn. Đít nó mới béo á, ăn đít béo mà. Dạ. Tinh tí nó nằm ở cái đít hả? Đúng rồi. Ừ. Cái đầu bây giờ cái đít nó béo thiệt, nó ngậy luôn á, làm như nó dồn lại cái đít hết hay sao. Ngon quá nè chị, ốc hương ngon thiệt. Ốc gì là nó béo vô, cẩm hằng không biết nữa, tại vì ốc hương cẩm hằng lần đầu tiên ăn nên. Cái nước chấm ở đây người ta làm ngon lắm, hầu như là cái nước bên đây cũng ngon nữa nè, nãy cũng hàng chấm thử nước bên đây cũng ngon đó, hầu như người ta có nghề hay sao á, ở chung với biển chứ rồi làm nước chấm đồ biển nó ngon. Cảm ơn các con mực nè.
Miếng mực này bự nè. Thịt chuột. Về biển ăn hải sản rồi đúng rồi. Đúng không? Người ta có ngồi gấp mì cho ăn đồ này kia nữa ha. Ngon gấp mình tự ăn đi. Đâu buồn quá. Mình vé xay sống sao chị? Bình thường xe sống nhưng mà vẫn còn đẹp nha. Chấm này hai lần. Chấm này quán cho mướp mà. Chấm này hai lần hả? Bây giờ nước chấm này người ta làm đang ra hải sản với anh chuyên nghiệp luôn rồi. Làm nước chấm ngon. Cái này kêu bằng cái gì anh hai? Sao cái thấy cái xương nó xanh xanh? Cái xương xanh đúng rồi đó. Cái xương xanh luôn hả? Ừ. Cái xương nó xanh xanh nè cả nhà. Cái xương xanh. Mình chấm nha, nước chấm của người ta hử nha, nước chấm của anh hai thì ngon rồi. Bốc khói. Cái hình nó dẻ. Cá biển như là đúng nghe mùi cá biển thiệt, cắn vô cái nghe mùi cá biển thiệt á. Thịt nó dễ khác à. Mà nó ngọt. Thịt cá biển này nó ngọt nhưng mà nó không có béo nha. Nó chỉ ngọt thôi. Nó chấm chua cay vừa ăn. Cái cá biển nó ít xíu xương à. Xương này nè, em để xương đi. Xương xanh là không ngờ đầu tiên mình kêu tên mà đúng tên của con cá luôn kìa. Nhiều rau đây là hết luôn nè nè. Nước này hấp cũng ngon. Mình hấp thử cái nước hấp xả. Cái nước này mà nãy nóng nó ngon hơn ha ha. Nó hơi nguội à. Không chấp ba. Con ốc thì nó còn nóng nhưng mà cái nước nguội. Làm mấy món món nào vừa ăn rồi. Ăn một tô thêm không? Ăn thêm. Ủa, còn không? Mua hả? Đi đâu ra? Thì bây giờ là chị Hiền dẫn hai anh em mình đi ăn sáng nha. Hôm qua là tính thức sớm đặng ngắm bình minh hoàng hôn rồi các kiểu nhưng mà mệt quá thôi, với lại là hồi tối thì bị say sóng nữa cho nên là ngủ quá trời ngủ luôn, bây giờ mới thức luôn. Giờ là cũng 7 giờ mấy rồi. Ở đây có cá lóc nữa nè anh hai ơi. Cá đó. Cá cá lóc. Nhiều món cá lóc. Nhà. Ai biết bún cá tưởng đâu cá biển. Thấy chỗ chị bán đất quá trời. Bún cá đi quên.
Tôi này đỏ quá. Nó lớn thì mặc tại con cá đầu cá. Cho miếng cái chả này là của con điêu hả chị? Miếng điêu đó con. Chân dung với cái người đi biển ăn cút cá cút hấp thở mà mấy câu sao lại tôi cũng yêu cảm hàng và để mấy người ăn qua nó rồi bây giờ cảm hàng sẽ thưởng thức tôi yêu của mình nha. Bún nhiều quá ha chị ha. Hẹn gì chị dẫn mình đi ăn nè. Cái này là cái viên cua cũng ngon rồi. Viên cua hay hơn để cảm hàng ăn thử nha. Cầm mình gắp vô có cảm giác nó cái viên cua này nó cứng quá, nó không có bị rã giống như viên cua của em. Của em làm cái viên này giống tôm khô hơn vậy chị, ăn nghe cái mùi tôm khô. Cái viên này giống cái mùi tôm khô hơn là cái mùi cua đồng của mình. Cái đó là viên ghiêu. Ghiêu hả? Cua hoa hay đó, không phải ghiêu cua đồng. Này không phải cua đồng mà ăn ngon á. Ghiêu ruốc. Đúng rồi nè, anh hai nói đúng rồi đó. Cái viên đó là viên viên ruốc đó cả nhà. Chả cá. Tô gì là bao nhiêu chị? Một tô 25 ngàn có hai miếng chả, hai miếng da, cục xương. Yeah, cái viên gú hồi nãy mình cẩm hàng mới vừa ăn á, cũng hoành tráng quá ha. Rồi ăn ở đây thấy cảm nhận thấy bình dân. Không, không luôn. Con người xung quanh còn chưa chưa anh về. Anh trở thì anh nhắm xung quanh về. Dạ, chưa chưa anh về hả chị? Đúng. Dạ. Giữ những chợ cũng đã rồi đi nhận những thóc quá thì. Dạ. Mình bắt ốc luôn được không vậy? Rất tiếc không biết lặn. Không biết lặn hả? Em đâu biết lội đâu. Được sâu lắm. Ừ, cái nước nó vừa ăn á, nó không bị mặn nha. Kìa. Ăn cứ như ăn rồi. Thịt heo ở đây mắc hơn trong mình trong đất liền không chị? Ăn sáng xong bây giờ Cẩm Hằng đi uống cà phê ở cái quán cà phê Quá Chiêu. Thì hôm qua Cẩm Hằng có đi ngang rồi thấy cái quán này cũng ok cho nên là hôm nay mình quyết định ghé đây nha. Trong quán là cảnh người ta bố trí thô sơ nhưng mà nhìn đẹp lắm đó nha. View view biển ha, nhìn qua thấy mấy tảng đá rồi mấy con thuyền nhỏ nhỏ đó. Kìa con tàu đó đang vô kìa, tàu đó là tàu cao tốc từ đất liền vô đó cả nhà. Sáng nay sóng lớn quá trời luôn. Quán này đúng chiêu ha. Nè. Cái này là kêu bật san hô hả? Có mấy con ốc thế nè. Cẩm Hằng phát hiện cái góc ngồi này rất là đặc biệt nha. Có gốc cây ngồi trên cái tảng đá luôn. Thì bây giờ Cẩm Hằng sẽ ngồi đây. Góc ngồi cô đơn của Cẩm Hằng. Còn bên kia có đôi tình nhân kìa, không dám quấy gầy luôn á. Mất công qua đó làm kỳ đà cán mũi nữa. Chân dung của người chụp ảnh cô dâu đây. Làm gì anh chạy dán tóc giống như anh hai dán vậy đó chị. Đổ kéo đi. Đổ kéo hút thuốc hay vậy?
Rồi nắp chỉ lên nữa ha ơi. Nay phải chịu trách nhiệm đó nha. Chị hai mình cũng chịu khó vậy lắm. Nắng nôi xong rồi bước tới bước lui mà vẫn lên tảng đá để chụp hình nha. Anh chủ quán ở đây thích sưu tập đồ cổ, quá nhiều đồ cổ luôn. Có cái tivi này là nhỏ xíu nè, nhìn thấy cưng không? Tivi này đời xưa sửa rồi, la vô là thùng la hả bác? Thùng loa. À đồ cổ nè. Hay quá ha. Giờ vẫn còn hát được ha anh. Dạ. Mời cả nhà cùng uống cà phê muối với cơm hàng nha. Cà phê mà có muối vô nó béo lắm cả nhà. Cái vị cà phê ở đây rất là ngon. Ngồi đây nhìn ra sóng biển rồi xong rồi uống ly cà phê ngon chiêu chiêu nữa, rất là hay. Ở dưới đó có cái vườn mà nó cho nổi vậy là sao ta? Dưới đó chắc còn uống cà phê được đó. Ngộ quá ha. Rồi uống cà phê sáng không à, giờ anh em mình đi thôi. Chị Hiền dẫn tụi mình đi tham quan. Con đường này quanh co nè, mình leo lên cái dốc núi nè. Ở đây Cẩm Hằng phát hiện một cái hồ nước ngọt nè. Bự quá ha. Hồ nước ngọt này đủ cho một cái hòn này xài không ta? Đây mấy hộ nhà trên sườn núi. Cái thác rồi. Cẩm Hằng đang đứng ngay thác nè. Thác này thác gì chị Hiền? Người ta kêu bằng thác nước thôi chứ không biết thác gì. Nhưng mà thác này có nước mưa đó. Đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi du ngoạn. À bông màu trắng. Màu trắng anh hai, cái trái là màu đỏ. Bông gì á? Cái nụ nó màu đỏ. Ê, nước trong núi nó rịnh rịnh ra nhóc luôn nè. Rịnh rịnh nó chảy. Cái dòng nước này là cái anh bán kem nó là uống được. Nó sạch. Chị hai mình nói là đi gặp thác nước chóng mặt cho nên là ba không có lợi đó chụp hình. Hai anh chị đang dắt tay nhau đi chơi. Phát hiện được cái nhà quá đẹp luôn. Để Cẩm Hằng đi lại quay gần cho cả nhà xem nha. Trời ơi, con đang kìa. Đi lên chích thở như khói luôn. Cái này là giống như cái đền hay cái gì á anh hai ơi. Chứ không phải cái nhà. Dạ. Đâu mình để lại là... Nó có chữ ở trong cái đó kìa. Có gì chữ Úc gì á? Úc Điền. Điền hay Hiền? Úc Hiền. Ơi cái này là cái thang máy nè. Rồi mình đi lên sao? Bước lên đây anh hai. Cái đó chắc vận chuyển đồ rồi chứ không có đi lên đó. À. Ôi Cẩm Hằng phát hiện cái con cuốn chiếu khổng lồ nè. Nhìn như con rắn, con gít thấy ghê quá ha. Hay là tại nó ở núi rồi giáp biển thôi cho nên nó bự vậy trời. Mình có hỏi một người dân ở đây thì người ta nói là ở cái khu này lên được nha, cho nên là anh em mình quyết định lên đây. Ôi nước nó chảy từ đâu xuống nè, từ trên đó đó. Mấy cái bậc này là có nước chảy, nước này nước ngọt. Mình lên đây giống như là lên Đà Lạt vậy đó, có cái view chụp hình trên đây nữa nè. Chị lên đó chụp hình đi chị. Lên đây thở quá trời thở, mệt rồi. Đi cái dốc mệt quá. Anh chị hai mình đã lên tới nấc thang tình ái rồi. Lên trên cao quá cho nên là chóng mặt ở trển đó, ngồi trển luôn rồi. Ê anh hai em già dạ, nghe xuống được không? Chị dìu anh hai em xuống đi. Rồi bây giờ Cẩm Hằng sẽ đi xuống nha. Ở trên đây nhìn nó hoang sơ quá. Sợ có con này con kia, con rắn rít cho nên Cẩm Hằng đi xuống. Cẩm Hằng đi đây phát hiện em nè, câu cá nè. Có cá không cưng? Dạ. Ơi mấy con cá màu xanh đó là cá gì vậy? Dạ cá gô hiên. Cá gô hiên hả? Dạ.
Nè mấy con cá màu xanh vàng nhìn đẹp quá ha. Mồi tép. Dạ. Em đi câu lâu chưa mà? Dạ em mới đi. Mới đi. Con cá rồi. Ê kêu chị coi con cá đi. Nè con cá nè. Cái gu hia. Nhìn đã quá. Màu xanh vàng à, đẹp quá. Để chị mở ra chị đưa cho. Ê cái đó chị không biết là nó mất cái tay chị á. Vậy hả? Nè con mở đi. Cái này đếm mà. Cầm con cá không buông luôn. Cưng câu cá không hay là lâu lâu mới đi câu vậy? À, em mới đi câu rồi, cái chừng có đâm. Ừ. Nè con cá màu xanh đẹp quá ha. Cái vảy nó nè, có những cái lằn rợn rợn coi ghê như là con cọp. Cái gu hia ưa lạ quá à, cá này màu xanh nhìn đã quá. Nè. Yeah. Phía sau lưng Cẩm Hằng là toàn cảnh Hòn Sơn luôn cả nhà. Có núi, có biển, rồi có nhà cửa nữa. Thì cái video tập 2 của Cẩm Hằng ở Hòn Sơn xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà những trải nghiệm ở Hòn Sơn tiếp theo của Cẩm Hằng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.